mình sẽ hướng dẫn cho mọi người uh, cắt tỉa những cái mùi uh, hoa đấy là cái quá trình tiền thiệt cơ học rất là cần thiết Thì đối với cả cây hoa hồng ấy, cả cây giống hoa nói chung và đặc biệt là hoa hồng thì muốn cây có hoa thì cây phải ra lộc mà muốn cây ra lộc thì phải tiền thiệt cơ bản bên cạnh chăm sóc với dinh dưỡng thì cắt tỉa canh là yếu tố cực kỳ quan trọng thì cắt tỉa canh thế nào để cho cây khỏe thì trước hết thì với mọi người là đối với cả cái nguyên lý cắt canh thì đối với cây cây hoa hoặc những cây ăn quả thì các cái canh sau đây ta sẽ phải cắt đi một đó là hệ thống các cái canh sâu bệnh, các cái canh khô, các canh tăm, các cái canh, cả canh vượt, các cái canh trúc xuống. Đấy là những cái canh cơ bản là vô hiệu cho nên nó sẽ không có hoa. Hai nữa là trên một cái thân chính thì để lại hai đến ba cái canh lớn để nó đảm bảo được rằng là cây hoa này sinh trưởng đủ cái sức để nuôi dinh dưỡng, để nuôi canh và nuôi hoa. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ cắt thử cho mọi người để mọi người thấy. Ví dụ đây cây hoa này là mọi người sẽ thấy tại sao nó có cái lộc lên như thế này vì trong quá trình mình cắt thì cắt tỉa cành cho nó sẽ đẻ lộc ra nhưng nếu để mà để những cành tắm nó cũng đẻ lộc thì nó, cái bông hóa nó rất là nhỏ rất là xấu và mình sẽ cắt thử cho mọi người thấy được một cái cái cây phải cắt thế nào đấy là các cái cành trong thân mình sẽ phải cắt đi bỏ nó đi đấy là các cái cành khô cành gãy mình cũng phải cắt bỏ nó đi để cho nó ra những cái tân lộc đấy những cành trong thân những cành 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 tắm đấy cành tắm nha này những cái canh này thì nó sẽ không có hiệu quả gì Đây, những canh khô hạn những canh canh khô những canh khô này thì nó cũng không sẽ không có tác dụng gì và nó là một trong những cái tác nhân nó gây bệnh những cái canh nó đã già như thế này rồi mình cũng có thể cắt bỏ nó đi để cho nó ra những cái trôi lộc mới và trên những cái thanh thanh phân canh á, thì những canh tắm như thế này nó không đảm bảo gì mà nó tiêu tốn rất là nhiều cái dinh dưỡng của cây nó ta chúng ta để nó cũng không có tác dụng gì hoặc những cây nó đã quá già thì khả năng sinh trưởng của nó không đảm bảo được thì nó cũng không để đủ sức để nuôi lộc. Và sau khi mình cắt thử thì mọi người sẽ được thấy được à một cái cây sau khi cắt tỉa nó đã 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 đã, 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 đã xinh đẹp như thế nào, nó nó đủ sức sống như thế nào. À hoa hồng là đẹp nhưng mà nó rất là nhiều gai cho nên trong quá trình mọi người cắt tỉa là phải có cái, cái 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 bảo vệ cái đôi tay của mình để nó đảm bảo được là nó nó nó, nó và lưu ý khi cắt canh ấy thì mọi người lưu ý này cắt canh nó phải cắt cho sát với cái thân như thế này thì để đảm bảo được là à, khi mình cắt thì nó sẽ không ra các cái lục phù ở những cái canh và đảm bảo nó cũng hạn chế được à, thổi canh à, và nấm bệnh nó dễ xâm nhập thế nên khi cắt những cái canh như thế này nó nó sẽ không ra hoa này, mọi người này vì nó đã quá già à, và nó đã hoàn thành nhiệm vụ ra hoa rồi thì bây giờ ta sẽ để tập trung nuôi cái canh trong này cho nên cái này ta cũng cắt bỏ thì sau khi kiến thiệt cơ bản thì cây hoa này nó sẽ trở thành một cây hoa đẹp thì mọi người thấy như đây là một cái 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 canh nó cơ bản nó đã ra rồi thì ta có thể lấy sức để nó nuôi hai canh bên dưới hoặc nếu như ta tập trung lên để nó nuôi canh thì ta có thể là lấy một cái canh này thôi đây để nuôi một cái canh này thôi để cho nó 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 nó, nó đảm bảo được sức khỏe để nó, nó cho những cái bông hoa nó to Đấy. đây, những cái canh trúc xuống này chúng ta không cần thiết phải để làm gì Đó, nó có hoa thì hoa cũng rất là nhỏ và những cái canh tắm như thế này một buổi này thì ta sẽ để khoảng ra một à, à, tâm một lúc khoảng tâm à, như buổi này thì cứ để khoảng tâm 100 trăm hoa thôi ví dụ những cành này là cành to nhưng mà nó đã bị khô hạn rồi khô hạn rồi khô do cái bệnh khô canh thì ta có thể cắt bỏ hoàn toàn nó luôn khỏi để nó lấy bệnh khô canh sang cái cây khác Đấy, cái canh nó đã bị khô mà nghe này Đấy, canh khô canh tắm canh vượt canh châu bệnh thì ta không nên để làm gì ví dụ canh này nó cũng đã quá bị bệnh khô canh ta cắt bỏ luôn thì sau quá trình cắt tỉa thì mọi người sẽ thấy được là à như vậy là cây cây hóa nó bắt đầu là là đã, đã, đã có những cái sự đổi thái về về kiện thiệt cơ bản thì cây hóa thân thứ nhất đó nó là thoáng hơn thì ánh sáng nó đi vào rất là dễ Hai nữa là các cái canh tắm, canh sâu bệnh canh da canh vô hiệu nó đã bị loại bỏ và sẽ giúp cho ta có những cái bụi hoa nó, nó 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 khỏe hơn trong tương lai